Từ mai em đi ăn một mình, anh không đi với em nữa đâu, anh mệt lắm rồi. Mình là một người ăn rất ít, nhưng mà yêu phải theo em ăn sao là anh ăn vậy, đúng không? Có hả? Em ép người mà bây giờ lên camera em từ chối. Không có, em luôn hạnh phúc. Nhưng mà lắm. Mình lo thật rồi, mình không muốn ăn nữa, bây giờ em ăn hết đi. Chứ không ăn hết sao kêu hai phần. Người ta nói là đồng cam cộng khổ. Em ơi, cái này là cam khổ thì cái này sướng. Sướng thì anh ăn đi. Không, em ăn đi, sao mà anh ăn một mình anh một phần, ăn chung nữa. Không, ăn đi no rồi. Em bắt tôi phải giảm cân mà. Giảm cân nhưng mà em cái mỏ anh tôi giảm cân. Giờ tự nhiên mỗi bữa ăn là cô ấy ăn gì là mình phải ăn theo một phần như thế. Tại vì cô ấy bảo là bà có ngon không? Thì nó ngon, nhưng mà ý là một phần thì hai đứa ăn cô ấy bảo không đủ. Mà mình thấy rõ đủ nhá. Em ăn ít đi lại một tí cũng được rồi. Tại nãy giờ tôi ăn gì nhiều, kể cho ra nè. Ba cái đầu tôm chứng minh tất cả, một đĩa tôm 6 con. Rồi miếng pizza còn đúng một miếng. Rồi không còn cái gì tí mực. Rồi hai cái đĩa này là bây giờ em định ăn một đĩa luôn. Em ăn quá nhiều, quá đủ nước thì hết nước ngọt, phải uống nước suối luôn. Không còn mà. Thôi em ăn đi, anh không ăn đâu. Bây giờ em muốn cái gì thì tao không ăn. Gì mày mày tao? Đấy là thằng khác sẽ nói gì mày. Mày khỏi luôn. Còn đâu mày thấy chưa, những khúc đó mày tao tôi biết nó có cắt khúc này hay không. Nhưng mọi người thấy không? Nó hổ với em trước, em mới hổ với nó. Ăn đi, cầm đĩa lên, cầm đũa lên. Mỏi quá. Mệt mỏi hả? Ăn uống mà cứ ép người ta chả thích ăn, cứ bắt ăn. Ngon không? Ngon chứ sao? Ngon thì ngon ăn mà. Ê, ăn nhiều lắm rồi Liên. Chỉ ăn, cho nè, ăn cái này là phải như vậy. Ăn. Ê, ăn bữa ăn hết 4-5 triệu ấy mà thấy không vui tí nào ấy. Ngon nhưng mà chả vui lắm. Em đã ăn nhiều, em còn ăn chậm. Tao không cần mày chấm. Nhanh lên, tao cần mày chấm cho cái gì? Chưa tới tỉnh. Ngon không? Ngon đúng không? Ngon thì ăn đi. Ngon quá. Ngon lên. Nói nhiều. Mất thời gian quá. Con lẹ chú la kìa. Mày khóc hả? Là gì mày mày khóc? Anh có cướp hả? Bắt anh ăn mà anh khóc là sao hả? Trời ơi, cá hồi nữa em. Em mới cá hồi ai ăn? Cái mà anh ăn. Sao mà anh ăn được? Ý là em thấy nó ngon thì em kêu cho đẹp mắt thôi. Em xin. Rồi em cảm ơn anh. Đây là cá hồi sốt chanh dây. Em thấy anh uống nước chanh dây này, em nghĩ em thích chanh dây nên là em kêu cá hồi cho anh. Ở đây đẹp con đẹp quá em. Em từ mai em đi ăn một mình, anh không đi với em nữa đâu, anh mệt lắm rồi. Ăn lẹ đi, chú la kìa. Ăn bánh mì nha. Nhanh lên, ăn đi thôi đổi món.